Singapore, quốc đảo sạch sẽ và giàu có nhất thế giới. Chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay, nơi chúng ta sẽ khám phá một hòn đảo quý giá của Đông Nam Á. Singapore được mệnh danh là thành phố trong vườn, là một quốc đảo tuy nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ, nơi mà màu xanh của thiên nhiên hòa quyện khắp nơi, từ công viên, thành phố, trường học, bệnh viện cho đến những tòa nhà chọc trời. Không chỉ nổi tiếng với không gian xanh mát mà còn là điểm đến lý tưởng cho giới thượng lưu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và cả Việt Nam. Họ đến đây không chỉ để thưởng thức cuộc sống sang trọng qua những trung tâm mua sắm hạng sang, các khu vui chơi giải trí, mà còn để trải nghiệm dịch vụ y tế đẳng cấp tại đây. Singapore, một quốc gia có chủ quyền độc lập, là hòn ngọc của Đông Nam Á. Dù trên bản đồ có vẻ như gắn liền với Malaysia, nhưng thực tế Singapore hoàn toàn tách biệt, nằm trên một đảo chính hình thoi và khoảng 40 đảo nhỏ với diện tích chỉ khoảng 728 km². Quốc đảo này thực sự là điển hình về sự phát triển hiện đại trong một không gian hạn chế. Hãy cùng Dòng Chảy Kiến Thức khám phá thêm về quốc đảo xinh đẹp này và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn. Quốc đảo này không chỉ nổi bật với vẻ đẹp hiện đại mà còn có những công trình mở mang lãnh thổ thông qua chiến lược dời non lấp bể. Kỹ thuật này vốn lấy đất từ các khu vực cao để bồi đắp cho những khu vực thấp đã giúp Singapore không ngừng mở rộng diện tích. Từ năm 1960, từ diện tích tương đương với đảo Phú Quốc, giờ đã tăng thêm đáng kể và dự kiến sẽ còn mở rộng thêm 100 km² nữa trong nhiều thập kỷ tới. Singapore với dân số hơn 6 triệu người là hình ảnh thu nhỏ của sự đa dạng văn hóa. Trong số đó, gần 2 triệu người được sinh ra tại nước ngoài, tạo nên một bức tranh đa sắc với sự góp mặt của cộng đồng người Hoa chiếm ưu thế, cùng với đó là người Mã Lai, Ấn Độ và các cư dân từ Âu Mỹ. Sự đa dạng này còn thể hiện qua việc Singapore có tới 4 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quang Thoại và tiếng Tamil. Trong đó, tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong kinh doanh và giáo dục. Nhưng không thể không nhắc tới Sinhalese, một biến thể ngôn ngữ độc đáo và phong phú, phản ánh sự pha trộn văn hóa đặc trưng của người Singapore. Singapore không chỉ được biết đến với biệt danh là đảo quốc sư tử, mà còn là Monaco của phương Đông, nơi hội tụ giới siêu giàu và thể hiện sự giàu có không kém gì Monaco. Ngoài ra, Singapore còn được ví như con rồng của châu Á, một biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc và thần kỳ. Không phải ngẫu nhiên mà quốc đảo sư tử này thu hút những người giàu có. Một lựa chọn của họ đều dựa trên những lý do cụ thể và thuyết phục. Hãy cùng nhau tìm hiểu đâu là bí mật khiến Singapore trở nên đặc biệt đến vậy. Trước hết, phải kể đến nền giáo dục của Singapore, được xem là một trong những nền giáo dục hiện đại hàng đầu châu Á và thế giới. Hệ thống giáo dục ở đây không chỉ được xếp hạng cao trên toàn cầu mà còn đạt được những thành tích đáng nể, với một số nửa học sinh của Singapore đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi quốc tế, vượt trội hơn so với nhiều quốc gia có nền kinh tế tiên tiến như là Canada, Thụy Sĩ và thậm chí là Phần Lan. Một quốc gia luôn được ca ngợi về giáo dục, nền giáo dục chất lượng cao chính là một trong những lý do hàng đầu khiến Singapore trở thành điểm đến lý tưởng cho những người giàu và gia đình của họ. Phân tích một cách nghiêm túc và chi tiết, chúng ta có thể nhận thấy đối với người Việt Nam, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế, khái niệm đi Singapore để chữa bệnh đã trở nên phổ biến. Điều này phản ánh một xu hướng rõ ràng trong việc lựa chọn dịch vụ y tế. Singapore xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng chất lượng y tế của Tổ chức Y tế WHO, nổi bật với hệ thống chăm sóc sức khỏe độc đáo và khác biệt, thậm chí khiến nhiều quốc gia lớn như là Hoa Kỳ phải ngưỡng mộ. Đáng chú ý, tuổi thọ trung bình của người dân Singapore cũng thuộc vào hàng top đầu thế giới, một minh chứng cho chất lượng dịch vụ và y tế ưu việt của họ. Hệ thống bệnh viện hiện đại và đẳng cấp tại Singapore đã trở thành một điểm đến thu hút nhiều người Việt Nam, bao gồm cả những cầu thủ bóng đá nổi tiếng, khi họ cần thực hiện các ca phẫu thuật và điều trị y tế. Không chỉ giới thể thao, nhiều gia đình Việt Nam khi có điều kiện kinh tế, họ cũng sẽ chọn Singapore là điểm đến để tiêm vaccine và chăm sóc sức khỏe. Những dữ liệu và sự lựa chọn này không chỉ phản ánh vị thế của Singapore trong lĩnh vực y tế, mà còn cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng mà người dân Việt Nam đặt vào hệ thống y tế của quốc đảo này. Hệ thống giao thông ở Singapore, một yếu tố quan trọng trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và hiệu quả, nằm trong số hệ thống hàng đầu thế giới với mật độ phương tiện giao thông lên đến 81 phương tiện trên mỗi km². Con số này vượt trội so với Nhật Bản là 63 phương tiện trên 1 km và Anh là 77 phương tiện trên 1 km. Điều này là đáng chú ý, xét trong bối cảnh mà tắc nghẽn giao thông trở thành vấn đề nan giải ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Chính phủ Singapore đã triển khai một loạt chính sách quản lý phương tiện giao thông cá nhân hóa một cách hiệu quả,
đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng thông minh. Kết quả là hiện nay có khoảng 65% dân số Singapore sử dụng phương tiện giao thông công cộng, một tỷ lệ đáng nể giúp quá trình đô thị hóa diễn ra mượt mà và bền vững. Singapore không chỉ nổi tiếng về hệ thống giao thông, mà còn được biết đến là một quốc gia an toàn với tỷ lệ tội phạm thuộc nhóm thấp nhất thế giới, chỉ sau Nhật Bản. Theo cảnh sát ở Singapore, trong một năm có tới 135 ngày không hề xảy ra tội phạm nghiêm trọng như là cướp giật hay đột nhập. Điều này phản ánh mức độ an ninh cao, làm cho việc kinh doanh ở Singapore trở nên an toàn đến mức nhiều cửa hàng thậm chí không cần đóng cửa vào buổi tối. Ngoài ra, hộ chiếu ở Singapore là một trong những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, với khả năng nhập cảnh là 192 quốc gia khác nhau mà không cần thị thực, bao gồm những quốc gia nổi tiếng khắt khe về visa như các quốc gia Âu Mỹ và thậm chí là Bắc Triều Tiên. Những yếu tố này cùng nhau tạo nên hình ảnh của một Singapore hiện đại, an toàn và thuận lợi trong giao thông, thu hút chú ý và ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới. Singapore, một quốc đảo nhỏ nhưng nổi bật trên bản đồ thế giới, không chỉ là con rồng kinh tế của châu Á mà còn là một thiên đường giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp xa hoa. Điểm nhấn của nơi này, chẳng hạn như là Marina Bay, không chỉ là một biểu tượng sang trọng mà còn là điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào khi đến với Singapore. Đảo Sentosa, một tổ hợp giải trí khác nổi tiếng với thị cung lớn nhất thế giới, cũng góp phần tạo nên sức hút không thể cưỡng lại của Singapore. Ngoài ra, Singapore còn được biết đến là điểm đến lý tưởng, có điều kiện kinh tế từ việc chữa bệnh, học hành, du lịch cho đến việc tận hưởng cuộc sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp xa hoa. Tuy nhiên, một khía cạnh đặc biệt khác của Singapore không thể không nhắc đến là việc nước này được coi là một trong những quốc gia sạch nhất thế giới. Điều này không chỉ là một minh chứng cho sự quản lý môi trường hiệu quả, mà còn là một mẫu hình lý tưởng cho các quốc gia khác trong việc xử lý môi trường. Singapore, kể từ khi lập quốc đã xứng đáng được khen ngợi như một học sinh giỏi trong lĩnh vực bảo vệ và quản lý môi trường, đánh dấu cho sự phát triển bền vững và ý thức của một tương lai xanh. Trong những thập niên của thế kỷ trước, Singapore từng được coi là một thiên đường ô nhiễm, nơi mà kênh rạch bẩn thỉu và nước thải tràn lan là cảnh tượng thường thấy. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đáng kinh ngạc của quốc đảo từ một quốc gia ô nhiễm trở thành một mẫu hình toàn cầu về môi trường sạch không phải là một quá trình tự nhiên hay dễ dàng. Tại Singapore, 90% rác thải được tái chế thành điện, trong khi 10% còn lại được biến thành đất cho du lịch. Với 4 nhà máy điện từ rác thải, mỗi nhà máy có khả năng xử lý 1.000 tấn rác mỗi ngày, hấp thụ 90% lượng rác thải của đất nước và chuyển hóa nó thành điện để phục vụ cho đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, công suất xử lý hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với toàn bộ lượng rác thải, đặc biệt là các loại khó xử như là kim loại, nhựa và da. Điều này đòi hỏi Singapore phải tìm kiếm giải pháp sáng tạo cho 10% lượng rác thải cứng đầu này. Khi so sánh với hình ảnh của các bãi rác ở Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Việt Nam, nơi rác thải thành núi và bốc mùi khủng khiếp, Singapore đã thể hiện sự khác biệt rõ ràng. Những nỗ lực của quốc đảo này trong việc xử lý rác thải không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn làm nổi bật cam kết của họ đối với sự phát triển bền vững trong việc bảo vệ môi trường. Có một sự thật đáng chú ý, đảo rác nhân tạo của quốc đảo này so với hình ảnh thông thường của các khu vực tập kết rác trên thế giới thực sự là một ngoại lệ, được mô tả như một hòn đảo xanh, sạch đẹp và sang trọng. Nơi này trở thành đảo rác nhân tạo đầu tiên trên toàn cầu, một sáng kiến độc đáo và khó thực hiện. Nhưng Singapore đã thành công trong việc này. Điều đặc biệt, không có mùi rác đặc trưng ở dưới đáy biển, rạn san hô vẫn tồn tại và sinh sôi. Các đảo tự nhiên lân cận vẫn duy trì được sự sống của động thực vật hoang dã và khu rừng xanh tươi. Điều này thậm chí đã thu hút du khách tham quan và trở thành điểm du lịch chụp ảnh nổi tiếng. Để đạt được mức độ xanh sạch đẹp như vậy, Singapore đã áp dụng những chính sách môi trường nghiêm ngặt, đánh vào túi tiền của người dân với kỷ luật thép. Một trong những quy định cụ thể và lệnh cấm xả rác bừa bãi, vi phạm lần đầu có thể dẫn đến mức phạt tối đa là 1.000 đô Singapore, tương đương với khoảng 17 triệu đồng Việt Nam. Đối với trường hợp tái phạm, mức phạt có thể lên đến 2.000 đến 5.000 đô la Singapore và bắt buộc phải tham gia lao động công ích. Chính những chính sách và hình phạt nghiêm khắc này đã tạo ra một môi trường sạch sẽ và an toàn tại Singapore, minh chứng cho việc quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả. Singapore, quốc đảo được biết đến với chính sách nghiêm ngặt và sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường, đã áp dụng những hình thức xử phạt độc đáo nhằm ngăn chặn những hành vi xả rác bừa bãi. Mặc dù có thể phạt tiền những người vi phạm, nhưng nhà chức trách Singapore còn sử dụng một phương pháp khác là tập trung vào việc gây xấu hổ với công chúng. Những người vi phạm sẽ phải mặc một bộ đồ màu sáng đặc trưng và thực hiện việc làm sạch tại nơi công cộng như nhặt rác tại công viên. Đôi khi, phương tiện truyền thông địa phương còn được mời đến để ghi lại sự kiện, tăng cường hiệu ứng xấu hổ. Phương pháp này không chỉ hiệu quả với những người e ngại mất tiền, mà cả với những người giàu có, khiến họ cảm thấy xấu hổ và phải suy nghĩ lại trước khi xả rác. Singapore còn nổi tiếng với biệt danh là đảo quốc sư tử,
một tên có nguồn gốc từ một truyền thuyết cổ xưa. Theo đó, vào thế kỷ 14, một vị hoàng tử khi đến nước Singapore đã nhìn thấy một con vật mà ông cho là sư tử và đặt tên cho hòn đảo này là Singapura, nghĩa là thành phố sư tử. Mặc dù thực tế không có con sư tử nào ở đây, cái tên này trở thành một phần của di sản và biểu tượng huyền thoại của đất nước. Hình ảnh sư tử mình cá được biểu diễn tại Vườn Bách Thảo Singapore đã trở thành một di sản thế giới được UNESCO công nhận, phản ánh niềm tự hào và bản sắc độc đáo của quốc đảo này. Và đó là những điều thú vị, độc đáo chỉ có tại quốc đảo Singapore. Cảm ơn anh chị đã xem đến phút giây này. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.